Chào các bạn Cái răng cái tóc là vóc con người Cho nên ở mọi thời đại, mọi vùng miền trên thế giới Mái tóc đều là yếu tố quan trọng làm nên cái đẹp ở người phụ nữ Đặc biệt là phụ nữ Á Đông Ngày xưa các bà, các mẹ đã đun từ trái bồ kết Từ lá xả, vỏ bưởi, lá hương du và một số thảo dược để sử dụng gội đầu cho mái tóc đen mượt và chắc khỏe vì nước gội hoàn toàn từ cây cỏ thiên nhiên, không có thành phần hóa học. Ngày nay, với sự bồng bề của thời hiện đại, người phụ nữ cũng có nhu cầu sử dụng sản phẩm làm đẹp cho mái tóc hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên như ngày xưa, nhưng không phải mất nhiều thời gian. Thi Văn đã lắng nghe và thấu hiểu và bộ chăm sóc gội ủ thảo dược đã ra đời và hy vọng sẽ làm hài lòng các chị em. Bộ gầu ủ thảo dược thi vân được đun nấu 100% từ các loại thảo dược tự nhiên. Với công thức nấu thủ công truyền thống giúp dưỡng tóc chắc khỏe từ bên trong, bảo vệ hư tổn từ bên ngoài. Làm sạch tóc và da đầu, cân bằng độ ẩm trên da đầu, kháng khuẩn, hỗ trợ ngăn ngừa, giảm gầu. Ngoài ra, còn có khả năng phục hồi tóc hư tổn, làm chắc khỏe ngăn ngừa rụng tóc kích thích mọc tóc, bảo vệ tóc dưới tác động của môi trường. Bộ gội ủ thảo dược Thi Văn sẽ làm hài lòng chị em khi lần đầu tiên sử dụng. Ủ là tóc bóng mượt hẳn. Văn chuyên sĩ bồ cấy thảo dược cô đặt và ủ xả dừa bưởi nha đam theo chai có tem không tem theo lít theo can. Nên chị em nào có nhu cầu muốn lấy sĩ và lẻ thì hãy liên hệ với Văn nha.